quân xanh cuối cùng của U20 Việt Nam trước vòng loại U20 châu Á 2022 là U20 Palestine. Vậy, thực lực của đội bóng này ra sao? Liệu có phải thuốc thử, phù hợp để thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tổng duyệt trước khi sang Indonesia hay không? U20 Palestine vừa trải qua giải giao hữu U20 Arab 2022. Đội thắng 5-3 trước Sudan, trước khi thua 0-1 Morocco ở vòng bảng. Kết quả này đủ để U20 Palestine vào tứ kết và thắng U20 Jordan, sau loạt đá luân lưu với tỷ số 5-4. Tuy nhiên tại vòng bán kết, U20 Palestine thua 0-5 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út về lực lượng. U20 Palestine có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo ở các đội bóng châu Âu. Trong đó, nổi bật nhất là hậu vệ Joseph Ansubasu, đang thi đấu cho U18 Brentford Anh, thủ môn Karim Kassem, đội trẻ Metz Pháp và tiền đạo Mohamed Mahmoud, một trong những nhân tố chủ chốt của U20 Palestine, và đang thi đấu cho đội trẻ Bochum. Đức, về đối thủ này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận định U20 Palestine là đối thủ đến từ Tây Á. Họ vừa thi đấu cúp U20 Arab hồi tháng 7, và vào đến vòng bán kết. Đây là đội có thể hình, thể lực, chuyên môn tốt. Chắc chắn đây là một trận đấu bổ ích. Tôi sẽ đưa ra đội hình tốt nhất để có sự chuẩn bị. Trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 12 tháng 9 tới, việc được va chạm với đối thủ có thể hình tốt hơn là điều quan trọng với U20 Việt Nam. Bởi chúng ta cần phải làm thế nào để chế ngự được mặt mạnh của Palestine, đó là về tầm vóc và thể hình. Dự kiến, đội tuyển U20 Palestine sẽ có mặt ở Việt Nam vào chiều 1 tháng 9 và di chuyển về Phú Thọ để ổn định chỗ ăn ở. Trước đó, ban tổ chức địa phương đã có buổi làm việc trực tiếp với đại sứ Palestine tại Việt Nam về công tác đón tiếp và phục vụ đội khách trong thời gian lưu trú tại Phú Thọ, nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn, cơ sở hạ tầng phục vụ cho trận đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.